Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với dự án 1001 câu chuyện rèn giọng nói luyện nội tâm. Câu chuyện số 4. Câu chuyện Người giã tạo và bài học về sự hiện diện trong giây phút hiện tại. Ngày xưa có một tu viện lớn ở một vùng nọ, nơi có khoảng 500 tu sĩ sinh sống. Tất cả họ đều đang thực hành con đường tự giác ngộ dưới sự hướng dẫn của thầy mình. Một ngày nọ, có một người đàn ông đến tu viện và xin trở thành đệ tử. Anh ấy nói với thiền sư: "Thưa ngài, con muốn biết về bản thân mình. Con muốn biết sự thật." Thiền sư nhìn anh và nói: "Nếu con muốn biết sự thật, thì có lẽ con sẽ phải đánh cược cả cuộc đời mình và có thể mất cả đời mới có thể biết được sự thật. Và vẫn không có gì đảm bảo rằng trong cuộc đời này con sẽ biết được sự thật. Con đã sẵn sàng với quyết định của mình rồi chứ?" Người đệ tử nói: "Vâng, thưa ngài, con đến đây không phải là để quay lại, con đã sẵn sàng cho việc này." Sư phụ nói: "Nếu vậy thì con hãy làm một việc sau. Có 500 tu sĩ trong tu viện này, con hãy lo việc giã gạo cho họ. Cứ giã gạo từ sáng đến tối. Khi con cảm thấy mệt mỏi, hãy đi ngủ. Và khi con thức dậy vào buổi sáng thì lại bắt đầu giã gạo. Đừng làm gì khác, đừng nghĩ về bất cứ điều gì khác. Cứ làm theo việc ta nói, con làm mà thôi. Cũng đừng đến tìm ta, ta sẽ tự đến tìm con khi thấy cần thiết." Chàng trai bắt đầu giã gạo theo sự hướng dẫn của thầy mình. Có 500 đệ tử trong tu viện đó, đôi khi tất cả họ đều cần thức ăn. Do đó, anh ta sẽ dậy sớm vào buổi sáng và bắt đầu giã gạo cho đến tối khi mệt mỏi. Anh ta sẽ ngủ trong căn phòng nơi anh giã gạo. Anh sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai và không có ai đến gặp anh để nói chuyện. Vài tháng sau, khi đang giã gạo, mọi suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh. Nhưng khi tâm trí không còn quan tâm đến nó, thì chúng dần dần suy nghĩ của anh bắt đầu lắng xuống. Một vài năm sau, anh thậm chí còn quên tên của mình. Anh luôn giữ im lặng và tiếp tục giã gạo. Anh ta không thiền hay đọc bất cứ kinh sách nào. Các đệ tử trong tu viện coi anh là kẻ ngốc và thua kém họ rất nhiều. Sau 12 năm, một ngày nọ, thiền sư thông báo rằng: "Ta cảm thấy thời gian của ta không còn bao lâu nữa. Ta phải chọn người kế vị, người sẽ thay ta tiếp quản tu viện này. Do đó, bất kỳ đệ tử nào của ta đã trở nên chứng ngộ, hãy đến và viết vài dòng gần cửa của ta vào ban đêm. Dòng bao hàm tất cả những kinh nghiệm của người đó." Nhiều đệ tử đã nghĩ đến việc này. Vì vậy, một trong những đệ tử chính của tu viện đã đến đó và viết vài dòng. Vì anh cảm thấy rất am hiểu kinh điển Phật giáo, nên tất cả các đệ tử còn lại đều nghĩ rằng anh ta sẽ là người có thể kế vị thầy họ. Anh ta viết rằng: "Tâm trí giống như một tấm gương, trên đó bụi của những suy nghĩ và ham muốn sẽ tích tụ. Quét sạch bụi này chính là thiền định. Bụi đã được làm sạch và tấm gương tâm trí trở nên trong sáng. Và khi đó, người đó đã đạt được sự cứu rỗi. Khi người thầy thức dậy vào buổi sáng và nhìn thấy những dòng chữ này, ông đã vô cùng tức giận và nói: 'Tên ngốc nào đã viết tất cả những thứ rác rưởi này lên tường của ta?'" Đại đệ tử giữ im lặng. Mặc dù những dòng anh viết đầy trí tuệ không sai, nhưng lại toàn là kiến thức sách vở và đại đệ tử rất thông minh. Anh viết những dòng này nhưng không ký tên bên dưới và bản thân anh cũng không biết chắc liệu điều đó có đúng hay không, bởi vì anh ta không được chứng ngộ. Thầy hoàn toàn bác bỏ những dòng đó
Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy điều này. Sự việc này đã trở thành chủ đề bàn tán trong toàn tu viện. Hai đệ tử đang nói chuyện về chủ đề này thì đi ngang qua người đệ tử đã đến đây 12 năm trước. Người mà ngày đêm giã gạo. Anh ta cười nhẹ sau khi nghe thấy cuộc thảo luận của hai người. Hai người đều hỏi: "Anh, tại sao anh lại cười?" Người giã gạo nói: "Tôi cười vì thầy trụ trì nói rất đúng. Tất cả những dòng này đều là rác, những dòng này không có giá trị." Những đệ tử đó sửng sốt hỏi lại: "Vậy thì anh có thể viết vài dòng hay hơn như thế không?" Người giã gạo nói: "Tôi không thể viết được vì tôi mù chữ. Nhưng vâng, tôi có thể nói vài dòng. Và nếu các anh có thể viết những dòng đó cho tôi thì tôi sẵn sàng đi cùng các anh." Họ đã đồng ý, thế là họ đến gần phòng của người thầy trụ trì. Người giã gạo nói vài dòng và người đệ tử kia khắc nó lên tường và ký tên người giã gạo bên dưới những dòng đó. Họ đang mong đợi phản ứng tương tự từ thầy của mình một lần nữa. Nhưng những dòng chữ mà anh ấy bảo viết thật tuyệt vời, nội dung như sau: "Tâm trí chỉ là ảo ảnh, tự không có tâm trí cũng không có gương của nó, và khi tâm trí không tồn tại, bụi sẽ lắng về đâu. Ai biết được điều này thì sẽ biết sự thật." Khi người thầy nhìn thấy những dòng chữ này, ông thức dậy vào lúc nửa đêm và đến gặp người đệ tử giã gạo trẻ tuổi khi anh ta đang ngủ. Ông đánh thức anh ta dậy và nói: "Hãy cầm lấy cái này, lấy cây gậy của ta và áo choàng của ta. Từ hôm nay trở đi, con sẽ là người kế vị của ta. Nhưng hãy rời khỏi tu viện này ngay bây giờ và đi thật xa khỏi đây. Vì ta biết rằng có rất nhiều học giả trong tu viện này tự cho mình là cao quý hơn con. Họ sẽ giết con. Vì họ không thể chịu đựng được sự thật rằng một người trong mắt họ là kẻ ngốc đã trở nên chứng ngộ ở nơi mà họ không thể có được. Con đã có tất cả những gì ta có, và con đã có được nó khi con tập trung vào việc giã gạo. Và ta biết rằng bất cứ nơi nào con đi đến, mọi người sẽ bắt đầu đến với con. Bởi vì khi hoa nở, hương thơm của nó bắt đầu lan tỏa khắp nơi." Người đệ tử hôn chân thầy rồi rời đi trong đêm. Các bạn thân mến, nếu nhìn vào cuộc đời của chúng ta sẽ thấy rằng nhiều người suy nghĩ thiền chỉ có thể thực hiện bằng cách nhắm mắt, ngồi một chỗ. Nhưng thực tế không phải vậy. Thiền có thể được thực hành ngay cả khi đang đi bộ, thậm chí khi đang làm một số công việc. Ý nghĩa thực sự của thiền là ở chỗ bất cứ điều gì bạn đang làm, bạn đều mải mê đến mức bạn thậm chí không nhận thức được cơ thể của mình, giống như người giã gạo. Anh ta say mê giã gạo, anh ta không có bất kỳ ý thức nào về bản thân. Và một ngày nọ, trong khi anh ta giã gạo, anh ta đã chứng ngộ. Tương tự, thiền có nghĩa là luôn ở trong thời điểm hiện tại và không nghĩ đến bất cứ điều gì. Bởi vì tâm trí tồn tại chừng nào thì còn suy nghĩ. Khi không có suy nghĩ thì tâm trí cũng sẽ biến mất. Và khi tâm trí không còn nữa, chỉ còn lại cái tôi và bạn. Và thực tế, chúng ta không cần phải thực hành bất kỳ điều gì để biết được bản chất thực sự của mình. Chúng ta chỉ cần hoàn toàn chìm đắm vào bất cứ điều gì chúng ta đang làm, tập trung vào hiện tại, hãy mải mê với công việc đến mức công việc của bạn trở thành thiền.